Mua xe còn được hỗ trợ ngay 5 triệu đồng mang về khi liên hệ trực tiếp đặt lịch qua nhà em đến con số hotline 0346 552 628. Hello cả nhà nhé. Hôm nay review cho mọi người về giá xe mới nhất của dòng xe Vario 125 và Vario 160 phân khối. Hiện tại trong thời điểm giá dao động trong tháng 12, tháng 1 này sắp lễ, sắp Tết rồi cả nhà tranh thủ nha. Thời điểm một thì hiện tại là một thời điểm rất là vàng luôn để mua xe. Thứ nhất là giá xe đang giảm nhiều này. Và mua xe liên hệ trước cho Luyến còn được hỗ trợ rất là nhiều ưu đãi và có biển số cả về trước lễ trước Tết cho cả nhà luôn nha. Bên Luyến hiện tại đã có hỗ trợ chương trình tri ân là ship xe toàn quốc của những khách hàng mua xe tiền mặt nha, hoặc là mua góp lên cửa hàng mua xong. Luyến có hỗ trợ là ship về tận nhà luôn. Liên hệ qua hotline của Luyến là 0346 552 628 nha. Thì như Vario thì hôm nay có lên cho cả nhà về một vài màu mới đi. Thì em này là em xem màu xanh ngọc bích ha. Màu sông AD lên này. Cái bên đây là một em xem màu xám xi măng. Rồi em màu hồng tím này. Màu xanh, xanh lá này, màu vàng này, màu xanh xi măng, trắng xanh, đủ màu sắc cho cả nhà cùng lựa chọn ha. Mức giá hiện tại đối với một em xe Vario 125 phân khối đang hỗ trợ cho anh chị em là chỉ có 36 triệu 900 đến 38 triệu 900 tùy phiên bản nha. Liên hệ trước miễn giảm ngay 2 triệu xe lại nha. Còn có 34 triệu 900 thôi. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng là sở hữu ngay xe rồi. Sơn độ thì cộng thêm cho Luyến 2 triệu. Đối với màu zin thì bên Luyến có đủ màu nha, như màu xanh nhám, trắng nhám, màu đỏ bóng, đen bóng và màu đen bóng và màu đỏ bóng nữa. Đó là những màu zin của dòng xe Vario 125 phân khối. Mức giá cũng chỉ có từ 36 triệu 900 đến 38 triệu 900 thôi. Chạy trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng là sở hữu ngay xe ha. Có hỗ trợ là ship xe toàn quốc, là anh chị em mà khi mà thích dòng xe ở cửa hàng Luyến hoặc là muốn sơn độ lên á, Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo của khách hàng luôn. Hoặc là mọi người ở xa ghé cửa hàng có thể tới ngay cổng chào khu du lịch Đà Nam, hoặc là ngã tư Thợ Sao, hoặc là ngã tư Hòa Lợi. Alo hotline của Luyến ở dưới màn hình nha, Luyến hỗ trợ đón mọi người nha.